Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2024. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kết thúc quý vị đã mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Nước Ý ngầm chỉ trích ông Elon Musk can thiệp vào công việc nội bộ. Tổng thống của nước Ý ngầm yêu cầu ông Elon Musk không can thiệp công việc nội bộ của nước này khi tỷ phú của Tesla cho rằng các thẩm phán của Rome chặn sáng kiến chống nhập cư cần bị sa thải. Trước đó, thì trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tỷ phú Hoa Kỳ Elon Musk viết rằng những thẩm phán này cần phải ra đi đề cập đến hội đồng thẩm phán của Rome đã chặn sáng kiến của chính phủ nước Ý nhằm đưa những người xin tị nạn vào nước này tới giữ ở Albania. Sáng kiến được chính quyền của thủ tướng Giulio Meloni De ra nhằm để ngăn chặn làn sóng người nhập cư trái phép vào nước Ý. Tuy nhiên thì các thẩm phán của Rome chất vấn về tính hợp pháp của chương trình này đồng nghĩa với à, những người xin tị nạn đang bị giam ở Albania phải được đưa trở lại nước Ý. Bình luận của Elon Musk được đăng trên trang nhất của các trang báo tại nước Ý và được đưa ra chỉ vài giờ trước khi ông được tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vai trò lãnh đạo ban hiệu suất chính phủ Hoa Kỳ, cơ quan đảm nhận nhiệm vụ tạo ra chính phủ hoạt động hiệu quả hơn. Tổng thống của nước Ý Sergio Mattarella đã phát biểu như sau: Ý là quốc gia dân chủ vĩ đại và biết cách tự chăm lo vấn đề của mình, bất kỳ ai, đặc biệt là người được thông báo sắp đảm nhận vai trò quan trọng trong chính phủ của một quốc gia đồng minh thân thiện, cần phải tôn trọng chủ quyền của chúng tôi và không thể tự cho mình vai trò dạy dỗ nước khác. Dù rằng ông Sergio không nêu rõ đích danh ông Elon Musk một năm trước thì nước Ý đã ký thỏa thuận với Albania, theo đó thì người xin tị nạn bị bắt trên địa biển Địa Trung Hải và được đánh giá đến từ những nước an toàn sẽ được đưa đến quốc gia không thuộc liên minh châu Âu này. Tuy nhiên thì kế hoạch vấp phải thách thức pháp lý từ tòa án Tòa án công lý của Liên Âu vào hồi tháng 10 phán quyết không có quốc gia nào được xem là đủ an toàn khi một số khu vực ở nước đó đang có xung đột. Phán quyết được đưa ra khi chính phủ của bà Melanie đang xây dựng các trung tâm tạm giam ở Albania để giải quyết người di cư bất hợp pháp nhằm để đẩy nhanh quá trình hồi hương. Tòa án ở Rome cho rằng nên tạm dừng kế hoạch cho tới khi Tòa án Công lý Liên Âu có thêm ý kiến. Ukraine chi mạnh tay hơn cho việc sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông German Smetanin, thông báo nước này sẽ chi hơn 55 tỷ Virginia, hơn 1,3 tỷ Mỹ Kim để sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự vào năm 2025. Thông này, số tiền trên sẽ được dành cho phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, chính phủ Ukraine sẽ phân bổ 12 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ chương trình tín dụng giá rẻ cho các doanh nghiệp quốc phòng. Chương trình này cho phép người sản xuất được vay vốn với lãi suất 5% một năm, phần lãi suất còn lại được nhà nước bù đắp. Trong dự thảo ngân sách nhà nước năm 2025 vừa được nội các Ukraine phê chuẩn, ưu tiên chính vẫn là an ninh của đất nước. Tất cả doanh thu từ thuế sẽ chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của lực lượng an ninh và quốc phòng ngoại trưởng hoa kỳ vội vã đến châu âu bàn về ukraine trước khi ông trump nhậm chức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ lúc ông donald trump thắng cử ngoại trưởng blinken sẽ dừng chân tại brussels trước khi bắt đầu chuyến thăm theo lịch trình tới peru và brazil theo thông báo của bộ ngoại giao hoa kỳ trong cuộc họp với quan chức nato và liên minh châu âu ông blinken thảo luận về việc hỗ trợ ukraine trong hoạt động phòng thủ giới chức thuộc chính quyền của tổng thống joe biden cho biết hoa kỳ sẽ thúc đẩy đợt viện trợ bổ sung cho ukraine trước khi ông trump nhậm chức vào với hy vọng là giúp cho kiev đẩy lùi quân đội của nga chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa ukraine vào vị thế vững mạnh nhất có thể bằng cách tăng cường viện trợ từ bây giờ cho đến khi chính quyền của ông biden hết nhiệm kỳ chúng tôi còn phối hợp với nhiều đối tác trên toàn thế giới để bảo đảm họ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ổn reuters dẫn nguồn tin của giới chức hoa kỳ đã cho biết như trên giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn new america và là cựu giới chức bộ ngoại giao hoa kỳ anne marie slaughter nói công việc quan trọng nhất mà chính phủ ông biden có thể làm lúc này là chuyển giao càng nhiều nhiệm vụ cho người châu âu càng tốt Bà Slaughter thông tin thêm rằng là các nước châu Âu đã chuẩn bị cho khả năng là ông Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ và họ muốn công khai hy vọng hợp tác với nhà lãnh đạo mới. Tướng Ba Lan cảnh báo quân đội chuẩn bị cho xung đột với Nga. Đây là mối đe dọa thực sự. Tướng Wieslaw Kukula tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với tờ Sexpolitica. Ông Kukula cho biết thêm Warsaw phải chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ đất nước và lưu ý không nên đánh giá thấp khả năng xảy ra xung đột. Theo tướng Kukula, một quốc gia chuẩn bị tốt, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ và nền tảng xã hội xã hội kiên cường sẽ là thách thức lớn đối với các đối thủ. Bình luận của ông Kukula phản ánh truyền thống của nhà lãnh đạo Ba Lan trong việc áp dụng lập trường cứng rắn đối với Nga cũng như xét đến mối quan hệ bất ổn trong lịch sử của hai nước. Tiềm năng quân sự của Moscow vẫn đang rất lớn, với nguồn nhân lực và nguyên liệu thô mạnh mẽ, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng hoạt động có khả năng duy trì, mở rộng năng lực quân sự. Tướng Ba Lan tuyên bố Nga có thể khai thác kịch bản như NATO chia rẽ hoặc sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột ở Thái Bình Dương để tăng cường hành động quân sự. Ngoài ra Ba Lan cũng cần phải cảnh giác với những điểm yếu chiến lược. Moscow liên tục phủ nhận mọi ý định tấn công NATO. Tổng thống Putin gần đây mô tả những cảnh báo về sự gây hấn của Nga đối với Tây Âu là vô nghĩa. Trong khi đó thì theo hãng tin Yonhap, một nhóm người Bắc Hàn đào tẩu ở Nam Hàn đã chuyển cho phía của Ukraine tài liệu tuyên truyền nhằm kêu gọi binh sĩ của Bắc Hàn từ bỏ việc chiến đấu chống lại quân đội Ukraine ở Nga. Cụ thể, thì nhóm này đã chuyển các tài liệu bao gồm các nội dung bằng văn bản và âm thanh đến Đại sứ quán Ukraine tại Seoul. Các tài liệu nhằm hướng dẫn binh sĩ của Bắc Hàn cách đào tẩu. Lãnh đạo Jang Seju của nhóm hoạt động trên cho biết là quân đội của Ukraine có thể khiến cho binh sĩ của Bắc Hàn đầu hàng và đào tẩu hàng loạt nếu áp dụng hình thức chiến tranh tâm lý chủ động. Cùng lúc đó thì vào ngày 13 tháng 11, Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ khẳng định binh sĩ Bắc Hàn đã bắt đầu tham gia chiến đấu cùng với lực lượng Nga tại vùng Kursk. Đầu tháng 11 thì Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Emerov đã cho biết có thể có đến 15.000 binh sĩ của Bắc Hàn đã hỗ trợ lực lượng Nga ở Kursk. Từ khi chiến sự của Ukraine bùng nổ, mối quan hệ quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow được cho là ngày càng sâu sắc. Kể từ năm ngoái, thì Bắc Hàn bị cáo buộc đã cung cấp cho Nga 11.000 container đạn dược, gồm có 2 triệu viên đạn pháo. Vào tháng trước, thì đường dây nóng giúp cho các binh sĩ Nga muốn đầu hàng của chính phủ Ukraine đã kêu gọi những người lính của Bắc Hàn đừng chết vô nghĩa tại nước ngoài. Thông điệp này được phát bằng tiếng Hàn. Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu Mỹ kim vào tường nhà. Tây Ban Nha đã bắt giữ một trong những quan chức cảnh sát cấp cao sau khi phát hiện 21 triệu Mỹ kim được giấu trong tường nhà của ông này. Vụ bắt người nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ án liên quan tới chất gây nghiện cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha. Trước khi bị bắt, Oscar Sanchez Gil là người đứng đầu bộ phận chống gian lận và rửa tiền của lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid. Cảnh sát đã bắt giữ ông Gil cùng với 15 người khác, bao gồm cả bạn gái của ông, cùng người cũng là cảnh sát ở khu vực Madrid. Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã tìm thấy 21 triệu Mỹ Kim tiền mặt được giấu trong tường và trần nhà của hai người này ở Alcala de Henares, là một thị trấn nằm cách thủ đô Tây Ban Nha 30 km về phía đông. Theo nguồn tin cảnh sát, cảnh sát cũng tìm thấy hơn 1 triệu Mỹ Kim trong văn phòng riêng của ông này được giấu trong hai tủ khóa những người này đã bị cáo buộc liên quan tới hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết các vụ bắt giữ có liên quan đến vụ tịch thu 13 tấn cocaine cập cảng phía nam Algeciras vào tháng trước. Lô ma túy này đến từ thành phố lớn nhất của Ecuador là Guayaquil và chúng được giấu trong các thùng chuối. Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ ma túy là vụ thu giữ cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha và là một trong những vụ tịch thu lớn nhất thế giới. Ông Gil bị nghi ngờ đã hợp tác với những kẻ buôn bán ma túy trong ít nhất 5 năm. Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã cung cấp cho tội phạm buôn bán ma túy thông tin về hoạt động giám sát tại các cảng của Tây Ban Nha, giúp họ tránh được các cuộc kiểm tra. Tiếp theo là bản tin đến từ nước Ý, phát hiện đường dây vẽ tranh giả gây thiệt hại 212 triệu Mỹ Kim. Bộ Văn hóa của nước Ý thông báo là chiến dịch điều tra do Cơ quan Hợp tác Tư pháp châu Âu Eurojust dẫn đầu đã phát hiện mạng lưới làm tranh giả quy mô lớn ở châu Lục, tịch thu 2.100 tranh giả mạo của các tác phẩm của hơn 30 danh họa, trong đó có Pablo Picasso, Henry Moore, Andrew Warhol, Banksy. Các nghi phạm vẽ tranh giả ở Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ rồi tìm cách bán cho những khách hàng thiếu kinh nghiệm với sự đồng lõa của các nhà đấu giá ở nước Ý, bên cung cấp chứng chỉ tem chứng nhận giả. Khoảng 500 chứng chỉ tem giả cũng đã bị thu hồi trong chiến dịch lần này. Đường dây này khiến cho thị trường nghệ thuật châu Âu tràn ngập các tác phẩm giả, ước tính gây thiệt hại kinh tế đến 212 triệu Mỹ Kim tranh của Warhol và Banksy bị làm giả nhiều nhất trong đường dây. Những bức giả còn được trưng bày tại các triển lãm ở Mestre Cortona. Điều tra đã bắt đầu từ tháng 3 của năm ngoái, khi mà nước Ý đã phát hiện 200 tranh giả trong quá trình khám xét nhà của một doanh nhân ở Pisa. Các nghi phạm bị bắt trong đường dây bị buộc tội làm giả, buôn bán tác phẩm nghệ thuật, theo Eurojust đã đưa tin. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ông Trump chỉ định dân biển MAGA thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong một quyết định vô cùng bất ngờ được Tổng thống đắc cử Donald Trump đưa ra vào chiều thứ Tư, dân biểu Cộng hòa Liên bang ông Matt Gaetz được chỉ định làm Bộ trưởng Tư pháp của nước Mỹ. Tờ New York Times vào tháng 3 năm 2022 từng đưa tin Bộ Tư pháp điều tra ông Gaetz vì cáo buộc có mối quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Nhưng sau đó Bộ Tư pháp bỏ hồ sơ và không tiến hành truy tố. Hiện ông Gaius vẫn còn bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện nhắm vào điều tra. Tổng thống Trump trong tuyên bố nói rằng người dân Mỹ quan tâm tới việc loại bỏ chuyện vũ khí hóa Bộ Tư pháp và ông tin rằng dân biểu MAGA này sẽ làm tốt điều này, lấy lại sự tin tưởng của người dân Mỹ. Đáp lại sự chỉ định của ông Trump, dân biểu Matt Gaius viết trên mạng xã hội rằng ông rất vinh dự được phục vụ trong chính quyền sắp tới. Bà Melania từ chối tới tòa Bạch Ốc gặp đệ nhất phu nhân Jill Biden bà Melania đã không xuất hiện tại tòa Bạch ốc theo lời mời của Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong nghi lễ chuyển giao quyền lực truyền thống của nước Mỹ. Tổng thống Joe Biden gặp tổng thống đắc cử Donald Trump tại tòa Bạch ốc vào 11 giờ sáng thứ tư nhằm để thảo luận về quá trình chuyển giao quyền lực theo thông lệ. Hai phía đã có cuộc nói chuyện hơn 2 giờ. Ông Trump cũng cảm ơn ông Biden vì lời chúc mừng đắc cử và mong muốn thực hiện việc chuyển giao quyền lực cho nhiệm kỳ mới được êm thấm. Đệ nhất phu nhân Jill cũng đã mời bà Melania tới uống trà cùng ngày này. Tuy nhiên thì bà Melania đã không xuất hiện. Trước đó thì New York Post dẫn nguồn tin cho hay là bà Melania đã từ chối lời mời là vì ông Joe Biden là người đã cho phép FBI lục lọi tủ quần áo của bà Melania. Vì vậy bà Jill không phải là người mà bà Melania cần gặp. Tuy nhiên thì vào sáng thứ tư phía của bà Melania đưa ra phát ngôn chính thức cho biết là cựu đệ nhất phu nhân không đến tòa Bạch Ốc và công chúng cũng đừng dựa vào những thông tin suy diễn và không chính xác. Ngoài ra thì không có tuyên bố về lý do nào đã được đưa ra. Sau khi ông Trump được sướng tên là người chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gửi lời chúc mừng ông cam kết sẽ chuyển giao quyền lực hòa bình vào ngày 20 tháng Giêng năm sau. Ông Trump chọn Elon Musk lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ, Tổng thống đắc cử Trump cho biết tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên tổng thống Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo cơ quan cắt giảm chi tiêu lãng phí. Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ mở đường cho việc loại bỏ bộ máy quan liêu chính phủ, cắt giảm quy định không cần thiết, giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Đây là những điều cần thiết cho phong trào cứu nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump công bố về quyết định của mình tuyên bố trích lời ông Musk nói rằng cơ quan sẽ gây chấn động toàn hệ thống và bất kỳ ai liên quan đến lãng phí chính phủ, tức là rất nhiều người. Ông Trump cho biết bang này không thuộc chính phủ, chịu trách nhiệm tham vấn cho những người ở tòa Bạch Ốc về việc cải tổ các cơ quan liên bang. Theo đó, ông Musk và ông Ramaswamy có thể tiếp tục làm việc ở lĩnh vực tư nhân và đảm đương vai trò trong cơ quan và không cần sự phê chuẩn của Thượng viện. Ông Trump đặt thời hạn đến ngày 4 tháng 7 năm 2026 để cơ quan hoàn thành công việc. Sau khi ông Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk tuyên bố hậu thuẫn ông tranh cử và sẽ cung cấp 200 triệu Mỹ Kim cho siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump. Trong bài phát biểu thắng cử hôm 6 tháng 11, ông Trump ca ngợi tỷ phú này là siêu thiên tài và ngôi sao mới. Trong khi đó, doanh nhân Vivek Ramaswamy, 39 tuổi, người sáng lập một công ty dược, là con của gia đình nhập cư từ Ấn Độ. Ông tuyên bố tranh cử tổng thống hồi tháng 2 năm 2023, nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ. Tháng 1 năm 2024, Ramaswamy dừng chiến dịch và chuyển sang ủng hộ ông Trump. Tiếp theo là bản tin liên quan đến cựu nhân viên CIA bị Bộ Tư pháp truy tố vì làm lộ kế hoạch mật của Israel. Bộ Tư pháp đã truy tố Asif W. Rahman với cáo buộc cố tình lưu trữ và phát tán thông tin mật về quốc phòng, theo tài liệu của tòa án được công bố cho biết. Anh ta bị FBI bắt giữ ở Cambodia và sẽ trình diện tòa ở Guam trước khi được đưa đến tiểu bang Virginia để xét xử. Theo một người am hiểu công việc của Rahman, anh ta từng làm việc cho CIA, cơ quan có trụ sở tại Virginia. Rahman có giấy phép an ninh tuyệt mật và có thể tiếp cận thông tin nhạy cảm. Vào tháng trước thì hàng loạt tài liệu đề ngày 15 tháng 10 và 16 tháng 10 được tài khoản Middle East Spectator đăng trên Telegram. Những văn bản này đều đánh dấu tuyệt mật kèm với các ký hiệu cho thấy chỉ có giới chức của Hoa Kỳ cùng với các đồng minh trong nhóm tình báo ngũ nhãn gồm có Anh Quốc, Úc, Canada và New Zealand mới được tiếp cận. Loạt tài liệu mô tả những bước mà Israel đang chuẩn bị để tấn công Iran. Một trong số uh, đó đã được cho là do cơ quan tình báo không gian địa lý quốc gia Hoa Kỳ soạn thảo, đề cập tới hoạt động di chuyển đạn dược của Israel. Một văn bản khác có nguồn gốc từ cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đề cập các cuộc tập trận của không quân Israel có sử dụng tên lửa không đối đất, được cho là để chuẩn bị cho chiến dịch nhằm vào những mục tiêu ở Iran. Thậm chí thì có tài liệu gợi ý điều mà Israel luôn từ chối xác nhận là Tel sở hữu vũ khí nguyên tử. Theo tài liệu này, thì Hoa Kỳ chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là Israel có kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử nhằm vào Iran. Chính phủ của Hoa Kỳ sau đó đã mở cuộc điều tra sự việc và tập trung vào những người được tiếp cận các thông tin mật trên. Hiện chưa rõ động cơ rò rỉ tài liệu mật của Rahman. Nhân viên mật vụ Mỹ lén đưa tình nhân đến nhà cựu tổng thống Obama. Trong cuốn hồi ký của mình, bà Corrie Dwanjin, người tình cũ của một nhân viên mật vụ, kể về những lần sơ sót trong công tác an ninh của ông này. Bà Dwanjin kể có lần đã được bạn trai đưa đến ngôi nhà mặt biển của ông Obama tại Hawaii vào năm 2022 khi cựu tổng thống đi vắng. Bà Dwanjin nói bạn trai đã gửi trước cho bà nhiều bức ảnh của ngôi nhà và hứa sẽ dẫn đi tham quan. Không ai biết đâu, nếu có chuyện gì, anh mới là người gặp rắc rối. Nhân viên mật vụ với biệt danh Dale nói theo hồi ký của bà Duan Yin. Bà Duan Yin kể rằng người tình còn tìm cách dụ dỗ bà vào phòng tắm của phu nhân Michelle. Nhân viên mật vụ còn kể cho bà Duan Yin nhiều điều mà đáng ra không được tiết lộ, như mật danh của người được bảo vệ, thời gian biểu của nhà Obama. Bà Duan Yin viết rằng người tình ban đầu nói đã ly hôn nhiều năm, nhưng thực tế vẫn còn trong tình trạng hôn nhân. Sau đó, bà quyết định thông báo mọi chuyện với cấp trên của người tình. Những vi phạm của nhân viên mật vụ cấp cao đã dẫn đến cuộc điều tra nội bộ và khiến người này bị sa thải. Giám đốc truyền thông mật vụ Anthony Guglielmi xác nhận vụ việc trùng khớp với lời kể trong hồi ký của bà Wang Jin và cho biết nhân viên liên quan đã bị sa thải sau một cuộc điều tra đầy đủ. Ông cho hay vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2022 khi nhân viên mật vụ đưa một người không được đặt cách an ninh vào nhà của người được bảo vệ mà không xin phép. Cuốn hồi ký được công bố vào tuần này, làm ảnh hưởng thêm danh tiếng của mật vụ sau khi ông Trump bị ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng 7 tại Pennsylvania. Vụ ám sát đó bị miêu tả là thất bại an ninh lịch sử của mật vụ và khiến lãnh đạo cơ quan này mất chức. Hoa Kỳ cấm các hãng hàng không hoạt động tại Haiti do lo ngại an ninh. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ vừa thông báo cấm tất cả các hãng hàng không của nước này hoạt động tại Haiti trong 30 ngày, sau khi hai chiếc máy bay thương mại bị bắn một ngày trước đó. Trong thông báo, FAA đã cấm các hoạt động hàng không dân sự của Hoa Kỳ trên lãnh thổ và không phận của Haiti dưới độ cao là 3.048m trong 30 ngày. Cùng ngày, thì ông Stefan Dujaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã cho biết tất cả các chuyến bay của cơ quan này đến Haiti cũng đã bị đình chỉ. Trước đó một ngày, thì máy bay của hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đã bị trúng đạn khi đang hạ cánh ở sân bay quốc tế ở thủ đô Port-au-Prince. Chiếc máy bay khởi hành từ Fort Lauderdale của Florida đã phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay Santiago, Cộng hòa Dominica. Theo hãng hàng không Spirit Airlines, thì một tiếp viên hàng không đã bị thương nhẹ và các hành khách đều an toàn. Cùng ngày, thì máy bay của hãng hàng không JetBlue Airways trở về từ Port-au-Prince được phát hiện có dấu hiệu bị đạn bắn sau khi hạ cánh xuống New York. Vào tháng 10 vừa qua, thì các thành viên băng nhóm tội phạm đã nổ súng vào một trực thăng của Liên Hiệp Quốc, khiến cho một số hãng hàng không phải tạm thời hủy chuyến bay đến quốc gia Caribe này. Việc tất cả chuyến bay của Liên Hiệp Quốc bị đình chỉ đã hạn chế hoạt động đi lại của nhân viên cũng như là công tác hỗ trợ nhân đạo. Theo đó, thì việc chuyển giao 20 xe tải thực phẩm và vật tư y tế đến miền nam của Haiti cũng đã bị hoãn lại. Đồng Mỹ Kim sẽ tiếp tục tăng mạnh, Đồng Mỹ Kim đang tăng mạnh cùng với những lo ngại về chính sách áp thuế mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, khiến các nhà chiến lược tiền tệ tin rằng đồng Mỹ Kim sẽ còn tiếp tục tăng. Chỉ số đồng Mỹ Kim của Bloomberg, thước đo sức mạnh của đồng Mỹ Kim so với các đồng tiền khác trên thế giới, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022 đến hôm nay, đẩy đồng euro xuống mức thấp nhất trong vòng một năm khi các đồng tiền khác cũng chịu áp lực sụt giảm. Đồng yên và đồng đô la Canada cũng suy yếu. Chuyên gia giao dịch ngoại tệ Helen Given tại Monex cho biết cơ hội lớn để đồng Mỹ Kim tăng giá đáng kể trong năm 2025 và có thể kéo dài đến năm 2026. Ông cũng khẳng định chính quyền mới sẽ thay đổi cách tính dự báo khi chính sách trong nước hướng tới chi tiêu lớn, còn chính sách quốc tế có thể mang tính bảo hộ. Các tổ chức tài chính JP Morgan Chase Company, Goldman Sachs Group Incorporated và Citigroup Incorporated đều dự đoán rằng đồng bạc xanh sẽ tiếp tục tăng từ mức hiện tại. Đối với JP Morgan, cú sốc tâm lý xung quanh chiến thắng của ông Trump đủ để thúc đẩy đồng Mỹ Kim đi lên, ngay cả khi chưa có thông báo chính thức về các chính sách thuế quan. Các chiến lược gia của JP Morgan do chuyên gia Mira Chandon dẫn đầu đã dự đoán chỉ số của đồng Mỹ Kim sẽ tăng tới 7% trong những tháng tới. Điều đó sẽ đưa đồng euro ngang giá với đồng Mỹ Kim và tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức gần 7,4 nhân dân tệ đổi một Mỹ Kim. cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu vì sao Bắc Hàn im lặng về việc ông Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 13 tháng 11 hãng tin Yonhap của Nam Hàn tường thuật trong một tuần qua Bắc Hàn vẫn giữ im lặng về việc ứng viên tổng thống Trump đắc cử mặc dù kết quả bầu cử Hoa Kỳ năm nay có thể có ý nghĩa quan trọng đối với Bình Nhưỡng các chuyên gia cho rằng là Bình Nhưỡng có thể đang cân nhắc thời điểm thích hợp để bình luận vì ông Trump mới chỉ bắt đầu chọn nhân sự vào các vị trí chính sách đối ngoại quan trọng trong chính quyền sắp tới, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz, ngoại trưởng Marco Rubio. Vì nhóm chính sách đối ngoại của ông Trump vẫn chưa chính thức nhậm chức nên phía của Bắc Hàn có thể sẽ đưa ra phát ngôn chính thức sau khi chính sách của ông Trump về Bắc Hàn được định hình trong nhiệm kỳ thứ hai hoặc là sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố về vấn đề Bắc Hàn một số chuyên gia suy đoán thông điệp đầu tiên của ông Kim gửi đến cho ông Trump có thể sẽ mang giọng điệu thù địch hơn là hòa giải. Sau hai lần hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim đã thất bại vào năm 2018 và 2019, cũng như việc bắt hàng tăng cường hợp tác quân sự với Nga. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, thì hai vị nguyên thủ gặp nhau ba lần, nhưng các cuộc đàm phán phi nguyên tử hóa đều sụp đổ, không đạt được thỏa thuận. Iran xây dựng hầm ngầm phòng thủ tại Tehran. Giới chức Iran thông báo nước này đang xây dựng hầm ngầm phòng thủ trong mạng lưới tàu điện ngầm tại thủ đô Tehran, nối trực tiếp với một bệnh viện. Hầm ngầm phòng thủ đang được xây dựng tại thủ đô Tehran là công trình đầu tiên trong cả nước. Jafar Tashakuri, lãnh đạo Ủy ban Giao thông thuộc Hội đồng thành phố Tehran thông báo, công trình sẽ đi theo tuyến đường giữa ga tàu điện ngầm, người bảo vệ sức khỏe và bệnh viện Khomeini Hospital, cung cấp tuyến đường ngầm nối trực tiếp với cơ sở y tế. Tuy nhiên, ông Takahori không cung cấp thêm chi tiết về khả năng của hầm ngầm và công trình được dùng để phòng thủ trước điều gì. Từ phòng thủ, phòng vệ trong tiếng Ba Tư có nhiều ý nghĩa. Các bác sĩ và y tá được gọi là người phòng vệ sức khỏe, cảnh sát được gọi là người phòng vệ an ninh. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau một loạt vụ tập kích ăn miếng trả miếng. Iran trước đó phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh Hamas, Hezbollah và một chủng tướng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Israel sau đó đã oanh tạc một số trận địa phòng không và cơ sở quốc phòng của Iran để trả đũa vụ tấn công nói trên. Giới chức Iran cho biết bốn binh sĩ và một dân thường thiệt mạng, các hệ thống radar chịu thiệt hại hạn chế. Iran tuyên bố sẽ đáp trả vụ oanh tạc, bất chấp Mỹ và Israel cảnh báo họ không nên làm như vậy. Tuy nhiên Iran tới nay chưa thực hiện chiến dịch cũng như chưa tiết lộ cách thức trả đũa Israel. Tiếp theo là bản tin liên quan đến đồng minh của Hamas đăng video con tin ở Gaza. Tổ chức Jihad Hồi giáo, nhóm đồng minh của Hamas đăng video cho thấy nam con tin kêu gọi người Israel tăng áp lực lên chính phủ để giải cứu họ. Trong video do tổ chức Jihad Hồi giáo, người đàn ông nói rằng là anh ta là Sasha Trufanov, 28 tuổi không rõ video được quay vào thời điểm nào nhưng Trufanov đã bước qua tuổi 29 vào ngày 11 tháng 11 và trải qua 404 ngày kể từ khi bị bắt làm con tin. Trufanov nói về các hoạt động quân sự của Israel ở Lebanon đồng thời kêu gọi người dân của Israel gây áp lực lên chính phủ để bảo đảm những con tin còn lại được thả. Đây cũng là video thứ ba mà tổ chức tri hạt Hồi giáo đồng minh của Hamas đăng về Trufanov. Trufanov là công dân mang hai quốc tịch Nga và Israel. Anh và bạn gái là Saper Cohen đã bị bắt cóc ở làng Near Oz, miền nam của Israel khi mà Hamas đã đột kích khu vực này vào ngày 7 tháng 10 của năm ngoái mẹ, bà và bạn gái của Trufanov thuộc số những người được thả trong lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11 của năm ngoái để đổi lấy 240 tù nhân Palestine đã bị giam trong nhà tù của Israel. Cha của Trufanov, Vitaly, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Một nhóm Israel vận động giải cứu con tin cho rằng thỏa thuận ngừng bắn, trả tự do cho con tin là cách duy nhất để đưa họ trở về với chúng tôi, Giới chức của Israel ước tính còn 97 con tin chưa được tìm thấy ở giải Gaza, trong đó ít nhất thì 34 trường hợp được cho là đã chết. Đầu tư trên mạng, một phụ nữ Nhật Bản bị lừa số tiền kỷ lục hơn 5 triệu Mỹ Kim. Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc bị cáo buộc lừa đảo một phụ nữ 71 tuổi của nước này với số tiền lên tới 809 triệu yên, tương đương 5,3 triệu Mỹ Kim. Đây là vụ lừa đảo đầu tư trên mạng xã hội có số tiền lớn nhất từ trước đến nay ở Nhật Bản. Theo cảnh sát Nhật Bản, người đàn ông bị bắt có tên là Wen Yulin, 34 tuổi, tự xưng là giám đốc công ty trú tại phường Sumida, thủ đô Tokyo. Trong khi đó, người bị hại là giám đốc điều hành của một công ty tại tỉnh Ibaraki. Nạn nhân đã bị dụ tham gia chương trình đầu tư thông qua một tài khoản mạo danh nhà phân tích kinh tế người Nhật Bản Taruko Morinaga trên ứng dụng nhắn tin Line. Nạn nhân cho biết lần đầu tiên nhìn thấy quảng cáo đầu tư trên nền tảng xã hội Instagram vào tháng 10 năm 2023. Sau đó một tháng, bà đã chuyển hơn 64.000 Mỹ Kim sau khi một người tự nhận là trợ lý của ông Morinaga thuyết phục bà đầu tư. Thông qua một ứng dụng, những đối tượng lừa đảo đã cho nạn nhân thấy khoản đầu tư trên tạo ra lợi nhuận. Do đó, người phụ nữ này tiếp tục chuyển hoặc giao tổng cộng 5,3 triệu Mỹ Kim cho những kẻ không rõ danh tính thông qua 47 giao dịch lần đầu tiên bốn cơn bão cùng càng quét Tây Thái Bình Dương trong tháng 11. Bốn cơn bão cùng lúc càng quét vùng Tây Thái Bình Dương trong tháng 11, trải dài từ Việt Nam đến đảo Guam của Hoa Kỳ, là một hiện tượng hiếm hoi xảy ra do nước biển ấm hơn, đe dọa gây thiệt hại nhiều hơn cho những nơi bị ảnh hưởng. Đây cũng là lần đầu tiên bốn cơn bão tồn tại cùng lúc trong tháng 11, kể từ khi thông tin bắt đầu được ghi nhận vào năm 1951. Theo The Guardian, dẫn thông tin xác nhận từ cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nếu so với bất cứ tháng nào trong năm, thì đây là lần đầu vùng biển này có 4 cơn bão cùng lúc trong 7 năm qua. Trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào tối ngày 11 tháng 11, bão Yinsing, bão số 7, đã tồn tại cùng lúc với 3 cơn bão khác ở Tây Thái Bình Dương là Torahi, bão số 8, Usagi và Menji. Bão sinh đổ bộ vào vùng đông bắc của Philippines vào ngày 7 tháng 11, không có báo cáo về thương vong nhưng cơn bão này đã gây ra mưa to, sóng lớn và lở đất. Sau khi vào biển Đông thì cơn bão hướng về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc trước khi ngoặt xuống phía nam và gây mưa tại nhiều khu vực ở Việt Nam. Sau đó thì bão Torachi đã quét qua vùng bờ biển phía đông của tỉnh Aurora Philippines khiến cho hàng ngàn người phải di tản. Giờ đây thì Philippines chuẩn bị đối phó với bão Usagi. Cơn bão thứ tư là Menji có thể ảnh hưởng phía đông bắc của Philippines vào đầu tuần tới. Theo giới chuyên môn, Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhất thế giới, với những hiện tượng như là nắng nóng, mưa bão và lũ lụt. Nhiệt độ nước biển cao hơn cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ khiến cho các cơn bão mạnh hơn. Giới khoa học cho rằng là vì con người đốt nhiên liệu hóa thạch khiến cho nước biển ấm hơn. Trung Quốc tuần tra sẵn sàng chiến đấu ở bãi cạn Scarborough Trung Quốc hôm thứ Tư đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông để củng cố tuyên bố chủ quyền của họ. Trong khi đó, Manila triệu tập ngoại giao đoàn của Trung Quốc để phản đối việc nước này đánh dấu đường cơ sở xung quanh rạn san hô đang tranh chấp. Bộ tư lệnh Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Họ huy động lực lượng hải quân và không quân để tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu trong vùng lãnh hải và không phận của đảo Hoàng Nham của Trung Quốc và các khu vực xung quanh. Bộ chỉ huy này cho biết thêm các cuộc tuần tra được thực hiện phù hợp với pháp luật. Vào ngày Chủ nhật vừa rồi, Trung Quốc đã đơn phương phân định và công bố các đường cơ sở xung quanh bãi cạn Scarborough, một chuỗi rạn săn hô hình tam giác cách đảo Luzon, đảo chính của Philippines khoảng 125 hải lý. Bãi cạn này Philippines gọi là Bajo de Masinloc, được Trung Quốc, Philippines và Đài Loan tuyên bố chủ quyền, nhưng trên thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh kể từ năm 2012. Bằng cách phân định các đường cơ sở, Trung Quốc tuyên bố vùng lãnh hải và vùng trời rộng 12 hải lý xung quanh bãi cạn, vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bắc Kinh yêu cầu các tàu nước ngoài phải báo cáo sự hiện diện của họ cho cơ quan hàng hải Trung Quốc khi đi vào lãnh hải của họ philippines vẫn chưa đưa ra phản ứng trước tin tức về các cuộc tuần tra nhưng văn phòng tổng thống philippines về các vấn đề hàng hải hôm thứ ba đã phản đối tuyên bố về đường cơ sở của trung quốc gọi đó là hành vi vi phạm chủ quyền lâu đời của philippines đối với bãi cạn hôm thứ tư philippines đã triệu tập đại sứ trung quốc để nhấn mạnh sự phản đối của họ bộ trưởng quốc phòng gilberto teodoro nói rằng trung quốc đang tăng cường áp lực lên philippines để từ bỏ quyền chủ quyền ở biển đông đồng thời nói thêm rằng Philippines là nạn nhân của sự xâm lược của Trung Quốc. Tiếp theo phần tin Á Châu, năm 2050, tỷ lệ người cao tuổi sống một mình tại Nhật Bản sẽ vượt quá 20%. Theo dự báo do Viện Nghiên cứu về vấn đề dân số và bảo hiểm xã hội quốc gia Nhật Bản công bố, vào năm 2050, thời điểm đánh dấu thế hệ bùng nổ dân số thứ hai ở nước này bước vào tuổi 75, tỷ lệ người cao tuổi sống một mình tại 46 trên 47 địa phương của Nhật Bản sẽ vượt quá 20%. Điều này càng đặt ra yêu cầu cấp bách về các giải pháp giảm tốc độ già hóa dân số và xây dựng các hệ thống hỗ trợ tương ứng như là dịch vụ điều dưỡng, chăm sóc y tế tại nhà. Việc nghiên cứu trên chỉ ra rõ là số người từ 75 tuổi trở lên sống một mình sẽ tăng lên mức là 7.04 triệu người vào năm 2050, tức là gấp 1.7 lần so với mức của năm 2020, trong đó chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn đặc biệt là tại thủ đô Tokyo. Tỷ lệ trung bình người cao tuổi trên 75 tuổi sống một mình trên toàn đất nước của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng từ 22.4% vào hồi năm 2020 lên 28.9% vào năm 2050. Nguyên nhân khiến cho người cao tuổi sống một mình gia tăng là do tỷ lệ người chưa kết hôn đang tăng dần. Theo cuộc điều tra dân số của Nhật Bản vào năm 2020, tỷ lệ người đến 50 tuổi mà chưa từng kết hôn đạt mức cao nhất từ trước cho đến nay với nam giới là 28% và nữ giới là 18%. Xu hướng này tăng cao ở các khu vực đô thị. Điều này kéo theo tình trạng người cao tuổi không có người thân tăng nhanh, đặc biệt là tại khu vực đô thị. Cùng với đó, do ảnh hưởng của tỷ lệ sinh thấp, số người trung bình trong mỗi hộ gia đình sẽ giảm ở tất cả các tỉnh thành. Khi tình trạng người cao tuổi sống một mình và già hóa dân số tiếp tục gia tăng, hệ thống an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với yêu cầu điều chỉnh sớm hơn. Với số lượng người cao tuổi ngày càng tăng thì gánh nặng chi phí trợ cấp an sinh xã hội sẽ tiếp tục ngày càng cao và theo ước tính của chính phủ Nhật Bản vào năm 2018, khoản chi phí này sẽ đạt là 190.000 tỷ yen, tức là khoảng 1.230 tỷ Mỹ Kim vào năm 2040. Điều này đặt ra vấn đề cấp bách là xây dựng một hệ thống hỗ trợ an sinh xã hội tương ứng, trong đó mọi thế hệ phải có nghĩa vụ đóng góp. Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sống của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Trung Quốc ngưng mua câu làm giá câu xuất cảng Việt Nam xuống giá không ngừng. Ngay khi nguồn cung tại đảo Hải Nam Trung Quốc hồi phục, giá câu xuất cảng tại Việt Nam nhanh chóng tụt dốc giá câu Việt Nam đang xuống giá không ngừng. Từ khoảng 3,7 Mỹ Kim cho một ký vào tháng 10 thì nay chỉ còn khoảng 98 cent một kg khi Trung Quốc ngừng mua sau thời gian tăng giá cao chưa từng thấy. Biến động giá câu xuất cảng của Việt Nam rơi vào tình trạng như trên là do sản lượng lớn câu trồng ở đảo Hải Nam Trung Quốc bị thiệt hại do bão Yagi đã được phục hồi. Đây là nguyên nhân theo cơ quan xúc tiến thương mại Bộ Công Thương lý giải tại hội thảo tiềm năng xuất cảng các sản phẩm rau củ quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc diễn ra hôm 12 tháng 11 tại Hà Nội. Báo Việt Nam Net dẫn lời ông Nguyễn Trung Kiên, vụ thị trường châu Á, châu Phi thuộc Bộ Công Thương cho biết, cau là một trong số 29 loại thực phẩm dùng để bào chế thuốc đông y được xuất cảng sang thị trường Trung Quốc. Thương nhân Trung Quốc nhập câu Việt Nam về làm thuốc vì chúng có hàm lượng chất giảm đau cao, có thể bào chế được nhiều sản phẩm. Trước đây, người Trung Quốc thường sử dụng câu trồng ở đảo Hải Nam. Tuy nhiên năm nay, nhiều cơn bão tấn công đã khiến sản lượng lớn ở câu ở đảo này bị thiệt hại. Vì vậy, họ tăng giá mua để thu gom sản lượng câu Việt Nam nhập cảng. Câu chuyện tương tự từng xảy ra với mặt hàng bắp cải. Bất ngờ xảy ra bão, Trung Quốc tăng mạnh sản lượng nhập khẩu bắp cải Việt Nam, không có bão nhu cầu nhập cảng gần như bằng không. Tương tự, ngoài câu thanh long thì chuối cũng bị hàng Trung Quốc cạnh tranh rất đáng sợ. Tuy nhiên, nông dân Việt Nam không tìm hiểu thông tin, cứ thấy năm trước bán được giá thì năm nay lại trồng nhiều. Cuối cùng, chuối đổ đầy đồng, rớt giá lỗ nặng. Ông Nguyên dẫn chứng những bài học xương máu. Xuất hiện chất ma túy mới chỉ một lượng nhỏ bằng đầu tâm cũng gây chết người. Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an Nguyễn Tiến Nam trong phiên thảo luận tại Quốc hội về chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 vào ngày 13 tháng 11 đề cập tới một loại chất ma túy mới không màu không mùi, chỉ có một lượng nhỏ bằng đầu tâm cũng có thể gây chết người, tỷ lệ tử vong cao gấp trăm lần so với sử dụng heroin. Ông Nam Dẫn số liệu thống kê trong công tác giám định chất ma túy của lực lượng công an trong 4 năm gần đây cho thấy số vụ việc đều tăng bình quân khoảng 8% mỗi năm. Đặc biệt từ năm 2021 cho đến nay, lực lượng chức năng phát hiện 18 chất ma túy mới đang có xu hướng lan rộng trên thế giới mà gần đây là ma túy nhóm Fentanyl. Cùng với sự xuất hiện của các loại ma túy mới như đã nêu, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Điển hình như là núp bóng ma túy dưới các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, mua bán ma túy trên các sàn giao dịch điện tử, sử dụng thiết bị bay không người lái. Các đại biểu Quốc hội có chung băn khoăn tổng số vốn đầu tư 22.450 tỷ đồng dành cho chương trình chống ma túy quá khiêm tốn và chưa tương xứng với tầm quan trọng nhiệm vụ và nội dung hoạt động của dự án. Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ ngành liên quan giải quyết những vấn đề trước mắt. Địa phương tự cân đối được ngân sách thì sẽ sử dụng ngân sách địa phương 100%. Công ty nước ngoài mở rộng đóng gói chip tại Việt Nam Reuters cho biết các hãng nước ngoài đang tăng cường thử nghiệm và đóng gói chip tại Việt Nam, trong khi các công ty trong nước cũng tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn ở giai đoạn phân loại, đóng gói và kiểm thử. Trong đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc trị giá 95 tỷ Mỹ Kim. Ông Cho Hung Rae, phó tổng giám đốc Hana Micron Việt Nam cho biết, công ty đang mở rộng tại đây để đáp ứng yêu cầu từ các khách hàng muốn đa dạng năng lực sản xuất. Công ty Nam Hàn dự kiến đầu tư 1,3 ngàn tỷ won, tương đương 930 triệu Mỹ Kim, đến năm 2026 để tăng cường hoạt động đóng gói chip. Amcor Technology có trụ sở tại Mỹ cũng đã công bố kế hoạch trị giá 1,6 tỷ Mỹ Kim năm ngoái để xây nhà máy rộng 200.000 m2 và là cơ sở lớn và tiên tiến nhất của hãng tại Việt Nam. Một giám đốc hiểu biết về hoạt động của Amcor cho biết một số thiết bị lắp đặt trong nhà máy mới đã được chuyển từ các nhà máy ở Trung Quốc sang. Trong khi đó, Intel cũng đã có nhà máy sản xuất chip giai đoạn sâu lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của mình tại Việt Nam. Sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chip được khuyến khích bởi chính quyền Mỹ giữa căng thẳng thương mại ngày càng tăng với Trung Quốc. Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ và Boston Consulting Group, nhờ vào đầu tư từ các công ty nước ngoài, Việt Nam dự kiến chiếm từ 8 đến 9% năng lực toàn cầu trong lĩnh vực lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói chip vào năm 2032, từ mức 1% của năm 2022. Tiếp theo, phần tin Việt Nam, trường tiểu học xuống cấp trầm trọng, nguy cơ đổ sập. Trường tiểu học số 2 Bình Châu, Quảng Ngãi được xây dựng từ năm 1996, có 5 lớp, 121 học sinh và 5 phòng học. Trong đó, thì 4 phòng học đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Theo ông Phan Văn Cừ, hiệu trưởng của trường, hệ thống xà gồ đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Tường bị bong tróc, có kết cấu không vững chắc, cũng như là cửa cũng đã bị hư hỏng. Kết cấu bê tông trụ và máng nước bị nứt thành từng mảng lớn, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ngôi trường bị hư hỏng trầm trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh, giáo viên trong nhà trường rất cao. Ngoài điểm trường Phú Quý còn có điểm trường Định Tân cũng có 4 phòng học bị xuống cấp nặng, ảnh hưởng đến việc học tập của 72 học sinh. Thậm chí thì ở ngay tại điểm trường chính nơi mà có 335 học sinh học thì có 8 phòng chức năng đã xuống cấp, ông Cừ đã cho biết thêm. Ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu xác nhận hiện trạng xuống cấp hư hỏng của các phòng học ở trường tiểu học số 2 Bình Châu đang là nỗi lo của địa phương, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Vương đề nghị cấp trên quan tâm sớm khắc phục sửa chữa, xây mới để bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu dạy học cho giáo viên và học sinh. Bình Châu là xã ven biển, cách trung tâm hành chính huyện Bình Sơn khoảng 23 km, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 24 km. Chủ tịch xã tử vong trong tư thế treo cổ. Ngày 13 tháng 11, ông N.D.H. 54 tuổi, chủ tịch xã Nghĩa Hoàng, Nghệ An, vừa được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Theo thông tin ban đầu, sáng 13 tháng 11, vợ chồng ông H bàn nhau đi khám bệnh do cả hai có biểu hiện không tốt về sức khỏe. Tuy nhiên sau đó ông nói bận việc và không đi nữa để vợ đi một mình. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày sau khi đi khám bệnh về, người vợ phát hiện ông Hắc trong tử vong trong tư thế treo cổ tại phía sau nhà bếp của gia đình. Ông Hắc là chủ tịch xã Nghĩa Hoàng nhiều năm qua, thông tin cũng cho hay thời gian gần đây ông phát hiện bị bệnh tuyến giáp. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Hắc để lại một bức thư. Theo nội dung bức thư, ông không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình sau khi phát hiện bệnh tật. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có thể đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc. Người dân địa phương cho biết vợ chồng ông Hắc có hai con đã trưởng thành, gia đình sống hạnh phúc, không có điều tiếng gì. Việt Nam Airlines sẽ mời thầu đối với 50 máy bay thân hẹp vào năm tới. Việt Nam Airlines sẽ đưa ra yêu cầu đề xuất với các nhà sản xuất máy bay vào năm tới để mua 50 máy bay thân hẹp, giám đốc điều hành của hãng đã cho biết vào ngày 13 tháng 11. Hãng hàng không này vào năm ngoái đã ký một thỏa thuận tạm thời với Boeing đối với 50 máy bay 737 MAX nhưng vẫn chưa hoàn tất. Ở Việt Nam, chúng tôi phải trải qua quá trình đấu thầu, phải mở cửa cho người khác. Cánh cửa vẫn mở cho tất cả mọi người. CEO Vietnam Airlines là Lê Hồng Hà đã nói với Reuters như trên bên lề sự kiện của Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương ở Brunei. Boeing là một lựa chọn, họ có một đề xuất rất tốt cho chúng tôi. Airbus và Boeing là hai trong số các nhà sản xuất máy bay một lối đi chính trên toàn cầu. Trong đó dòng A320neo của Airbus cạnh tranh với 737 Max. Mặc dù nhà sản xuất máy bay Trung Quốc COMAC đang cố gắng xâm nhập với chiếc C919 của mình. Trang web của hãng đã cho thấy đội bay thân hẹp hiện tại của Vietnam Airlines chỉ bao gồm các máy bay Airbus Giám đốc điều hành của hãng cho biết là hãng hàng không này cần 170 máy bay mới vào năm 2035. Các yêu cầu đề xuất mở ra khả năng Comac cung cấp C-919. Trung Quốc ngày càng tăng cường tiếp thị máy bay của mình cho Việt Nam. Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp một quan chức cấp cao của Comac vào tuần trước tại Trung Quốc và nói rằng thị trường Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ, theo nhiều hãng thông tấn của nhà nước Việt Nam đưa tin. Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin cuối. Napa cấm nhà hàng sử dụng túi nhựa đựng một lần, đồ đựng thực phẩm. Tuân thủ theo yêu cầu mới của tiểu bang có hiệu lực vào năm 2026, Hội đồng Giám sát quận Napa đã thông qua một sắc lệnh cấm túi nhựa dùng một lần và đồ dùng đựng thực phẩm. Sắc lệnh mới yêu cầu các nhà hàng ăn uống phải sử dụng đồ đựng thực phẩm tá sử dụng. Các doanh nghiệp bán đồ mang về phải sử dụng đồ đựng thực phẩm có thể phân hủy được chứng nhận. Các doanh nghiệp có 12 tháng để tuân thủ, mức phạt có thể từ 100 mỹ kim cho lần vi phạm đầu tiên đến 200 mỹ kim cho lần vi phạm thứ nhì trong vòng 1 năm và lên tới 500 mỹ kim cho các lần vi phạm tiếp theo trong vòng 1 năm. Theo Cal Recycle, lượng túi đựng hàng tạp hóa và hàng hóa mà người dân California vứt đi đã tăng từ 157.385 tấn túi nhựa vào năm 2014 lên 231.072 tấn vào năm 2022 tăng 47%. Soát lệnh mới của quận Napa yêu cầu các doanh nghiệp tính phí 25 xu cho mỗi túi, ngoại trừ những khách hàng sử dụng thẻ chuyển tiền phúc lợi điện tử, EBT và những người tham gia chương trình phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em. Các doanh nghiệp cũng có thể giảm giá cho những khách hàng tự mang theo thức ăn. Theo nhóm bảo vệ môi trường Environment America Research and Policy Center, 12 tiểu bang bao gồm California đã có một số loại lệnh cấm túi nhựa trên toàn tiểu bang hàng trăm thành phố trên 28 tiểu bang cũng có lệnh cấm túi nhựa riêng. Tiếp theo là bản tin liên quan đến người cha ở Ventura bị kết tội bạo hành khiến cho con gái 4 tuổi hôn mê. Taekwon Alexander, 28 tuổi, cư dân của Thousand Oaks, vừa bị kết án về tội tra tấn sau khi đánh đập con gái 4 tuổi đến mức hôn mê, gây tổn thương nghiêm trọng cho não và cuộc sống của bé. Alexander bị tuyên phạm các tội tra tấn, hành hung và gây thương tích cho trẻ em. Tòa án cũng ghi nhận tình tiết tăng nặng khi nạn nhân là trẻ nhỏ và bị cáo đã lợi dụng quyền hành của mình để gây hại cho con gái. Theo điều tra từ tuần lễ tạ ơn của năm 2021, Alexander đã nhiều lần đánh đập con gái, lần đầu bằng nắm đấm và dây thắt lưng. Vài ngày sau thì anh tiếp tục hành hung bé vì tè dầm, sử dụng dây thắt lưng và dây điện. Cuộc bạo hành kéo dài đến khi bé bất tỉnh trong phòng tắm. Bé gái được đưa bằng máy bay tới Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles. Các bác sĩ xác định là em bị tổn thương nặng ở não, cột sống, gãy xương và hàng chục vết cắt bầm tím. Sau đó, thì Alexander bị cảnh sát quận hạt Ventura bắt giữ và các chuyên gia cho biết chấn thương của bé phù hợp với dấu hiệu của bạo hành. Phó biện lý Ricoli Kelly đã cho biết phán quyết này đã mang lại một phần công lý cho nạn nhân và những người liên quan. Alexander sẽ bị tuyên án vào ngày 12 tháng 12 với mức án tối đa có thể từ 7 năm cho đến trung thân ở trong tù. Thẩm phán ra lệnh phi trường Oakland ngừng sử dụng tên San Francisco Bay trong tranh chấp nhãn hiệu một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho các giới chức phi trường oakland ngừng sử dụng san francisco bay trong tên của phi trường trong bối cảnh đang có tranh chấp về nhãn hiệu với các quan chức san francisco theo đó thẩm phán thomas hickson đã ban hành lệnh cấm sơ bộ đối với cảng oakland đơn vị điều hành phi trường sử dụng tên này tại các cơ sở của mình và trong quảng cáo vào tháng 4, Cảng đã chấp thuận đổi tên từ Phi trường Quốc tế Metropolitan Oakland thành Phi trường Quốc tế Vịnh San Francisco Oakland, trong khi vẫn giữ nguyên mã phi trường là OAK. Vào thời điểm đó, phi trường cho biết họ đang tìm cách tăng số lượng hành khách bay đến và đi từ East Bay, lưu ý rằng nhiều hành khách từ ngoài thành phố không biết vị trí của Oakland so với phần còn lại của vùng vịnh. Động thái này đã gây ra sự chỉ trích ở khắp vịnh tại Phi trường Quốc tế San Francisco SFO. Vài ngày sau quyết định, luật sư thành phố San Francisco David Chiu đã đệ đơn kiện Oakland, lập luận rằng việc đổi tên này vi phạm nhãn hiệu SFO. Để đáp lại, cảng Oakland đã đệ đơn kiện ngược lại San Francisco, nói rằng vụ kiện của họ đã được đệ trình quá sớm. Ông Robert Bernardo, phát ngôn viên cảng Oakland đã đưa ra tuyên bố với CBS News Bay Area rằng phán quyết của tòa án nhận không có căn cứ. Họ đang cân nhắc mọi phương án khả thi vâng kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của sài gòn tv xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả